xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì trước khi mà vào cái nội dung chính của ngày hôm nay á, thì cho mình xin cảm ơn các bạn, cho mình gửi một lời cảm ơn đối với tất cả các bạn nào mà đã đăng ký và cũng như là ủng hộ mình trong suốt một thời gian dài qua. Đấy thì hôm nay thì đây là cái kênh YouTube bé của mình nè. Đó. Thì nó được 5.000 sub á, là hình như là hồi tuần rồi. Hôm nay mình quay là ngay ngày hình như là ngay ngày thứ 6 các bạn. Hôm nay mình ngày thứ 6 mình rảnh buổi chiều tí mình quay cho các bạn video cho các bạn xem. Và nó được 5.000 sub thì hồi tuần rồi hình như là khoảng ở đâu đó là thứ 7 hay là chủ nhật gì tuần rồi đó. Đó thì nó được 5.000 sub thì hôm nay thứ 6 thì nó lên được 84 người đăng ký nữa. Đó, 84 người đăng ký nữa là tổng cộng là 5.084 người đăng ký. Đấy thì trong tuần này thì mình thấy cái lượt sub của mình nó lên khá là nhanh so với là những cái tuần trước. Đó thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó đã ủng hộ mình được 5.000 sub. Tuy là nó không ở trong Tết như mình mong đợi nhưng mà nó qua Tết có khoảng tuần rồi, nhưng mà không sao đâu. Đó, nói chung là các bạn yêu mến mình đăng ký để ủng hộ mình là mình thấy rất là vui rồi. Và mình sẽ cố gắng làm nhiều video về hamster cũng như là chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể nuôi hamster của mình ok hơn, cũng như là làm những video giải trí rồi cho các bạn xem nha. Và đây là cái kênh của mình. Hôm nay thì nói chung là tuần này là vô học của các bạn. Các bạn nào đi học thì nói chung là tuần này cũng học hết rồi. Đó thì cho nên mình không có làm được nhiều video nữa. Đó thì các bạn nào mà chưa xem mấy video gần đây của mình thì vào xem để ủng hộ mình nha. Cái ba, nếu như mà các bạn có một cái tài khoản YouTube bé mà dư á, thì nếu như mà các bạn muốn ủng hộ kênh của mình nhanh lên sub á, thì các bạn có thể ủng hộ bằng cách là các bạn vào đây. Đó, các bạn xem một cái video nào bất kỳ, các bạn xem hình như là 5 phút đi. Đó thì các bạn hãy bấm vào đăng ký để YouTube nó xác nhận nha. Theo mình biết á, thì nếu như mà các bạn lấy cái tài khoản đó mà cái tài khoản đó chưa xem cái video mình một lần nào á mà bấm vào đăng ký á, thì YouTube nó sẽ xét lại và nó sẽ hủy cái đăng ký đó của bạn luôn, coi như là cái đăng ký đó của bạn nó không có giá trị nữa. Đó cho nên là các bạn nào mà có tài khoản dư mà muốn ủng hộ mình á, thì vào kênh mình và xem một cái video bất kỳ, xem khoảng 5 phút hay gì đó rồi các bạn vào bấm vào đăng ký thì YouTube nó sẽ xác nhận. Đó theo mình biết là vậy. Và theo mình biết thì YouTube nó làm như thế là để chặn những hoặc là chặn những người mà người ta trao đổi sub đồ các bạn. Đó YouTube thì nó sẽ chặn những người đó. Ok. Rồi thì nói chung là mình không biết nói gì thêm nữa. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi và bây giờ mình sẽ vào cái nội dung chính của ngày hôm nay nha. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ ngồi đây và tiếp tục chia sẻ cho các bạn về hamster. Và nội dung hôm nay mình sẽ dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu nuôi hamster ha, những bạn nào mới bắt đầu nuôi hamster và cũng như đó là những bạn nào mà chưa biết gì về hamster á, cũng như là chưa biết phân biệt giữa hamster với các dòng chuột khác. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách và để các bạn có thể phân biệt giữa hamster với các dòng chuột cảnh khác mà hiện tại ở Việt Nam mình đang bán nha. Ok. Thì cái này á là mình nói chung á là trong cái kênh của mình là mình thấy có khá là nhiều bạn đó không biết gọi là phân biệt giữa cái chuột hamster với các loại chuột cảnh khác. Tại vì các bạn đó nghĩ là loại chuột nào cũng là chuột hamster hết. Đó cho nên là các bạn thường là sẽ bị mua nhầm và dẫn đến là không biết cách nuôi. Tại vì cách nuôi chuột hamster với tất cả các loại chuột khác á, thì nó có loại thì nó giống nhau chút, còn có loại thì nó khác hoàn toàn luôn. Cho nên là các bạn lấy cách để nuôi hamster mà các bạn đưa vào để nuôi chuột cảnh khác á, thì nó sẽ không hợp lý và dẫn đến là chuột của các bạn nó sẽ bị chết. Ok, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về con chuột hamster để cho các bạn nhận dạng nó, để cho các bạn mua nó dễ dàng. Đối với những bạn nào mà ra những cái shop mà lớn, shop uy tín thì người ta sẽ làm ăn đàng hoàng, thì người ta sẽ gọi là lựa đúng chuột hamster và bán cho các bạn, đó báo giá đồ ok cho các bạn luôn. Còn đối với những bạn nào mà mua mà qua tay của người này người kia thì có thể là cái người đó sẽ lừa các bạn nói là chuột đó là chuột hamster nhưng thực chất là cái con đó là không phải chuột hamster. Ok. Thì chuột hamster thì loại thì hiện tại đó là nó có hình như là bốn loại là chuột hamster nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng loại cho bạn nha. Thứ nhất là Campbell, và một tí nữa mình sẽ lên Google, mình sẽ tìm cái ảnh và sẽ gắn lên cái video cho các bạn dễ hình dung nha. Thứ nhất là Campbell nè, Winter White, Robo và cuối cùng là Bia. Đối với chuột hamster á, thì đối với cái dòng Bia á, đối với cái loại lớn nhất á, là dòng Bia, thì cái chiều dài của con Bia hình như là mình đoán là nó khoảng đâu đó là 10 đến là 15 cm là max nha các bạn. Khoảng 15 cm là chiều dài tối đa của nó là chuột hamster Bia nha các bạn. Còn những dòng chuột nhỏ, những dòng chuột hamster nhỏ như là Winter White nè, Campbell hoặc là Robo thì cái size dài của nó max luôn đó là khoảng đâu đó là 8 9 hay là 10 cm gì đó thôi. Đó khoảng đó, có nhiều con thì nó mập quá thì có thể là cái về lớn nó lớn hơn một tí. Đó.
Thì chuột hamster, đặc điểm của nó là cái đuôi của nó rất là nhỏ, nhỏ cỡ khoảng đâu đó là khoảng chưa tới 1 cm các bạn, khoảng đâu đó là, nhưng mà con bia thì con bia là lớn thì cái đuôi nó của nó khoảng 1 cm, còn những con loại nhỏ thì cái đuôi của nó khoảng đâu đó là 3 mm thôi các bạn. Đó, cái đuôi nó rất là nhỏ và lông của nó che lại coi như là nó không có đuôi luôn đó, nhưng thực chất là nó có một cái đuôi rất là nhỏ và cái đuôi nó cũng chả có cái công dụng gì hết đó. Ok, còn những cái loài chuột khác như là chuột bọ lan hay là các bạn hay thường gọi là bọ lan á, thì cái loại đó nó cũng không có đuôi luôn đó, cái đuôi nó cũng rất là ngắn đó, cho nên là các bạn thường nhầm lẫn giữa con hamster với cái con chuột bọ lan đó. Nhưng mà cái con chuột bọ lan đó thì cái size nó rất là to các bạn, mà đó mình có nuôi á thì nếu như mà nó trưởng thành luôn á là nó khoảng đâu đó là mấy cm á, nói chung là to lắm, to hơn chuột hamster rất là nhiều, và cái đó người ta gọi là chuột bọ lan chứ không phải là hamster. Và cái con đó thì nó đi vệ sinh, với lại nó đi vệ sinh rất là nhiều đó, cho nên là các bạn không thể nào mà nuôi nuôi trong những chiếc lồng của hamster hay là lót mùng cưa cho nó được đó, mà các bạn phải nuôi ở trong một cái lồng mà có cái đế sắt lưới ở phía dưới để nó đi vệ sinh, và tất nhiên là phải có cái tấm nhựa ở phía dưới là cho nó đi vệ sinh đó. Và các và cái con chuột bọ lan đó theo mình hồi đó mình có nuôi thì mình cho nó ăn rau củ đó, cà rốt hoặc là rau rồi đó, thì nó ăn chủ yếu là cái đó với lại cám đồ. Còn hamster á thì nó chỉ ăn ngũ cốc thôi, chứ nó ăn rau củ thì ăn cũng được nhưng mà ít thôi, lâu lâu các bạn mới cho nó ăn rau củ thôi, chứ nó không có ăn chứ thức ăn chính của nó không phải là rau củ giống như là con chuột bọ lan. Ok rồi, và tiếp theo là cái con chuột rắc. Chuột rắc này thì nó có màu đốm và nó rất là hiền. Hồi đó mình có nuôi một cặp và nó cũng có đẻ luôn, nó đẻ cũng khá là nhiều. Thì chuột rắc thì đặc biệt là cái đuôi nó rất là dài đó, thân hình nó cũng dài đó, và nó giống như là con chuột cống vậy, nhưng mà nó có màu trắng đồ rất là đẹp và nó hiền, chứ nó không có hung dữ hoặc là nó không có cắn như là mấy con chuột cống đó, nó giống hệt con chuột cống luôn đó. Cái chiều nếu như mà nó to thì nó cơ khoảng là con chuột cống luôn á. Ok, thì đó là con chuột rắc. Con chuột rắc thì nói chung là nuôi thì mình cũng cho nó ăn ngũ cốc được, cũng giống giống hamster á, các bạn có thể lót mùng cưa hoặc là lót ngũ nén, hoặc là các bạn có thể nuôi trong những cái lồng mà có cái đế sắt. Thì tại vì cái con chuột rắc đó thì nó nói chung là nó đi vệ sinh cũng rất khá là nhiều đó. Thì hồi đó mà mình mới nuôi cái dòng chuột rắc này thì mình cũng nhầm lẫn với cái chuột hamster đó, cho nên là mình cũng bị nhầm lẫn một vài lần, cho nên là mình rút kinh nghiệm là cái đó là dòng chuột rắc chứ không phải là chuột hamster. Ok, và tiếp theo nữa là có những loài chuột như là chuột đuôi mập nè đó. Chuột đuôi mập thì cái đuôi nó mập rồi đó, các bạn nào mà có nuôi thì cũng biết rồi, các bạn nào không có nuôi thì một tí nữa mình để hình cho các bạn biết để các bạn có thể phân biệt giữa chuột đuôi mập và chuột hamster. Chuột bạch thì các bạn cũng có thể nuôi, con chuột đó thì mình chưa nuôi lần nào nhưng mà mình không biết là nó hung hay là hiền hay là không, nhưng mà chuột bạch đó thì theo mình biết là người ta thường cho những cái con bò sát như là rắn hoặc là mấy con kỳ nhông lớn lớn á để cho mấy con đó nó ăn, hoặc là người ta để dành làm thí nghiệm gì đó thì người ta sẽ chỉ sử dụng chuột bạch. Còn các bạn nuôi thì mình không biết nuôi được hay không, cái đó thì các bạn có thể hỏi những cái người bán, còn cái đó con loại đó thì mình chưa có nuôi lần nào. Rồi thì nói chung là mình biết những cái loại chuột đó đó, và các bạn lưu ý là trước khi nuôi thì các bạn hãy hiểu kỹ về cái con chuột hamster để các bạn mua chính xác chuột hamster và các bạn về nuôi đó, cũng như là các bạn tìm hiểu cách thức nuôi như thế nào và các bạn về nuôi, chứ đừng mà ví dụ như là các bạn muốn nuôi các bạn ra tiệm mua liền luôn và về thì các bạn không biết cho nó ăn thế nào hoặc là cho nó lót mùng cưa như thế nào hoặc là chuồng chạy như thế nào, thì các bạn mua về các bạn nuôi cũng nó sống cũng không được bao lâu đâu, thì nó sẽ chết thôi đó. Tốt nhất là các bạn phải tìm hiểu, các bạn có thể lên Google nè hoặc là kênh YouTube, ví dụ kênh của mình, các bạn xem những video của mình chia sẻ về hamster. Thì sắp tới mình sẽ làm một cái video về các dòng hamster và để cho các bạn dễ phân biệt, tại vì có một vài bạn kêu mình làm một cái video để phân biệt hamster Campbell Robo rồi đó, thì mình sẽ làm cái video cho các bạn, và một cái video về cách phân biệt được cái luôn. Đúng rồi, cái này thì mình có làm một cái video rồi nhưng mà hình như là các bạn đó vào kênh mình sau á, cho nên là các bạn không có xem được cái video đó, và mình sẽ làm lại cái video đó cho các bạn nào mà vào sau các bạn xem cho nó rõ hơn nha. Ok, trước khi nuôi hamster thì các bạn hãy tìm hiểu thật là kỹ về chuột hamster và các bạn ra tiệm mua về. Hamster thì nói chung là vào cái năm 2019 này nói chung là nó không có thiếu đâu các bạn, nó rất là nhiều chỗ bán đó. Còn những bạn nào mà ở gần gần thành phố đồ thì rất là dễ mua, người ta có thể gửi đến nhà bạn rất là dễ. Còn những bạn ở xa mà nhà bạn không có chỗ bán thì các bạn mua hơi khó một tí đó, cho nên là các bạn tìm hiểu cho kỹ đi rồi các bạn mua về nuôi thì các bạn có thể nuôi nó trong một thời gian rất là dài đó, và các bạn
tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ không có bị những người mà người ta gạt các bạn đó, người ta bán những cái loài chuột khác mà không phải là chuột hamster mà người ta bán với cái giá chuột hamster cho các bạn luôn đó, cho nên là các bạn hãy tìm hiểu kỹ về chuột hamster rồi các bạn hãy đi mua chuột về nuôi. Ok, và cái video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và mình rất mong là cái video này sẽ đến những bạn nào mà chuẩn bị nuôi hamster hoặc là chưa biết gì về hamster trong cái thời gian sớm nhất, và rất mong là những bạn đó sẽ xem được cái video này của mình và sẽ có gọi là một cái gì đó cân nhắc trước khi mà các bạn bắt đầu nuôi hamster, để các bạn thứ nhất là các bạn sẽ không bị những cái người mà bán mà gian cháo rồi đó, người ta sẽ gạt bạn. Thứ hai là bạn sẽ không bị mất thời gian cũng như là nuôi mấy con chuột nó chết cũng khá là tội đó, cho nên là các bạn rất mong là các bạn sẽ xem được cái video này. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và nếu như mà thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để mình có thêm nhiều động lực để mà làm nhiều video cho các bạn xem nha. Ok, và chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và an lành nha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.